Hi konnichiwa, mình là Michiko đây. Ở đây mình xin phép review BBG050 Light Launcher thuộc dòng series Battlefight Pellet Series 2. Thực chất con Samurai Efrat này mình không có màu gốc nên mình sẽ lấy tạm màu này. Nếu mà mình về con gốc thì mình sẽ review sau. Rồi xin phép. Oh. Và đây Zero G Light Launcher đây. Mà cái cách phóng của Zero G Light Launcher kỳ này là phóng kiểu dọc, nó không không giống như trước đây, như là hai cái mẫu launcher này, launcher cơ bản và launcher trung ở mức trung bình này, nó phóng kiểu về ngang. Còn hàng Zero G á, thằng này là nó phóng kiểu dọc như vậy nè. Một hai đó. Con này mình sẽ cho nợ bài review nhé, và bắt đầu mình sẽ test Light Launcher đây. Mình quên nói luôn, có thể dùng chung cái Launcher Rift Season 1 hoặc Season 2 nếu bạn nào không có Rift trong Zero G nhé. Đây, đây, cho các bạn xem. Quá ngầu. Rồi, test. Sau đây mình sử dụng Samurai Efrat bản Recolor nhé. Và mình sẽ test 3 loại Launcher trước đây. Đây là Light Launcher đầu tiên nhé. Ồ, cạc quý. Đây là Light Launcher loại 2. Mình thấy loại 2 là ngon hơn đời loại 1. Oh, 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 oh. Và đây cuối cùng là Zero G Light Launcher. Oh, oh, oh. Và đây là mình làm ba đồ nhỏ từ Zero G Light Launcher nhé các bạn. Và đây những gì mình đã review xong. Nhận xét cho thấy Zero G Light Launcher
phóng số thì cũng ok lắm, nhưng mà lâu lâu nghe tiếng sẹt sẹt, có kiểu như là bị trật răng hay là bị trật khớp gì đó, có cảm giác những nó hơi khó chịu. Và đối với những người mới chơi Zero G á, là buộc phải chơi kiểu dọc dọc như vậy nè, nó phải dọc kiểu vậy nè. Mà mình thấy chơi kiểu dọc hoài á, có ngày nó dễ mỏi lưng hơn sẽ lai lon chờ kiểu phóng ngang, nó dễ dễ chơi hơn. Còn hàng này á đó, phóng kiểu này hoài có ngày đau lưng. Và nếu mà bạn xài light launcher không cần grip á cũng được, mà nó hơi khó, nó kiểu vậy nè. Còn nếu mà xài chung với grip thì cầm kiểu vậy nó cảm giác nó sẽ tiện hơn và dễ dàng hơn. Theo đánh giá của mình, light launcher ở mức độ trung bình. Nếu bạn nào cảm thấy chơi cái đó không được thì cũng có thể dùng light launcher trước đây cũng được nhé. Và con Samurai Efrag kỳ này mình sẽ cho nợ bài review sau nhé. Bye bye. À quên á, nếu bạn cảm thấy hay thì hãy like, share and subscribe đi với mình nhé. Bye bye.